quang vui là sự thật nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mang sang kia suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vương trời ngày vui hạnh phúc có em và có anh bên nhau ta
muôn đời. Ha 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 ha. Ngày anh đến
ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn én trong vườn xuân. Đang khoe sắc và quê hương đất mẹ Giao Hải chúng tôi thật đẹp cả còn màu xanh. Thì những chú chim chú chít trên cành báo ngày đến đó là ngày lành đẹp duyên. Búp hoa đang vẽ cả thơ tiên, trong năm duy nhất trên đời hát hạnh phúc cuộc đời đẹp nghĩa phu thê. Để có một ngày hôm nay, từ sự quan tâm đặc biệt của đôi bên gia đình, từ sự tạo điều kiện của cơ quan chính quyền của hai xã Giao Hải, Giao Hà đã đăng ký kết hôn cho em. Và chính thức đưa một trẻ hôm nay lên duyên trúc mai hai gia đình đẹp nghĩa thông gia. Đề nghị hướng kính một lần nữa, một trong tay thân hữu thân nữa đã chúc mừng thôi em ơi. Kính từ hơn kính bền thật tuyệt vời với tràng pháo tay quý vị vừa rồi. Chúc mừng ngày phúc cho em tôi đẹp ngày hạnh phúc lên nghĩa phu thê. Kính thưa quý vị cùng các bạn, đúng như vậy, với một tình yêu thật là tuyệt vời, một tình yêu là một kiệt tác, một tình yêu mà tạo hóa đã ban tặng cho lứa đôi. Chính vì tình yêu đó, có một nhà thơ để bảo rằng tình yêu là một lực hút của hai cực sinh học, là sự lập dẫn muôn thuở của hai trái tim là một. Còn nhà thơ lớn tình yêu của Việt Nam bảo rằng tình yêu đỉnh cao sau bao ngày mong đợi, trái tình yêu đã chín đúng thời và lúc, là ngày hạnh phúc xe duyên cái tóc để ngày hôm nay đưa một trẻ đẹp nghĩa vợ chồng, rồi mới nấu ươm khóm trong mang non để cho mai trúc vẹn tròn lứa đôi, ngày vui rộn cả lòng người, họ trai phát biểu trao lời mừng duyên. Quý vị các bạn dành một tròng tay để chào đón một vị đại biểu đang sẽ giới thiệu trai cho lời phát biểu. Kính thưa các quý vị đại biểu, tân quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cha bác, cô dì, cậu vợ và bạn bè thân hữu gần xa của hai cháu Minh Bình. Trải qua một thời gian dài, cháu Bình và cháu Minh tìm hiểu đến nhau đã thấu tình đạt lý, như vậy đã đủ hợp tình. Đôi bên gia đình đồng ý như vậy đã đủ hợp lý và chính quyền đăng ký như vậy là đã đủ hợp pháp. Bao nhiêu lần hò hẹn trăng khuyết trăng ngày đầy, nay đông đủ xung vầy đến để chúc mừng lễ cưới của hai cháu. Hôm nay được sự nhất trí của họ nhà gái và ông bà ông bồng, họ nhà trai chúng tôi sửa cây dầu tới đây để xin được đón dâu về tại gia đình họ trai tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Minh Bình. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho họ nhà trai trân trọng kính chúc tất cả sức khỏe các cụ, các ông, các bà, cha bác, cô dì, cậu mờ và bạn bè thân hữu của hai cháu với lời chào kính trọng và mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Sau nghi lễ hôm nay, họ nhà trai chúng tôi xin được kính mời tất cả các quý vị đại biểu, tân quý khách, các cụ, các ông, các bà, cha bác, cô dì, cậu mờ cùng bạn bè thân hữu của hai cháu về tại họ nhà trai chúng tôi để dự buổi lễ thành hôn hôm nay của các cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mến vừa rồi
một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai phải nói rằng lời vàng ý ngọc rất chân tình, mà sau mắt mối tình đồng ra mừng chú rể mừng cô dâu, hai em tôi rất đẹp đôi. Cái thời hôn nghề ngày xưa thì các cụ bảo rằng trai 18 là lấy vợ 13 thôi, nhưng không đến nay có đảng có đoàn, hôn nhân vượt mấy gấp ngàn ngày xưa. Trời cho có sáng có trưa rồi có chiều, hôm nay thật là đám cưới em tôi rất đàng hoàng, niềm vui hạnh phúc hôm nay. Và quý vị có bạn dành những niềm vui ấm đó, tình cảm đó để chúc mừng ngày phúc cho đôi bạn trẻ vào buổi chiều hôm nay. Và thay mặt kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình hỏi nhà gái chúng tôi có lời phát biểu đáp từ quý vị, thay mặt trong tay đương nhiên để chào đón quý vị đại diện nhà gái. Kính thưa các cụ công các bà đại diện hội nhà trai, kính thưa các cụ công các bà bạn bè năm xa gần dạy nhà gái, hôm nay trong trường đầy ắp những niềm vui, thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi được gửi lời chào trân trọng, chúc sức khỏe các vị của họ nhà trai. Kính thưa các quý vị, đôi ta như thể trầu cau, thương yêu hạnh phúc bên nhau suốt đời. Họ nhà trai đã phát biểu, thay mặt cho nhà gái tôi xin đại diện và xin nhận cơ trầu của họ nhà trai. Và kính thưa các quý vị, sau đây chương trình tổ chức dẫn dâu giờ giấc đã được ông bà Bồng thống nhất với ông bà Thành, và để họ nhà trai chủ động. Xin trân trọng cảm ơn một vị đại biểu đại diện gia đình trai phát biểu tuyệt vời rất hay, vỏ gái chúng tôi phát biểu tuyệt vời lời đẹp ý cũng rất là hay. Chúc mừng phúc cho em tôi đẹp ngày hạnh phúc trăm năm đúng như vậy. Đêm nay chắc chắn rằng em tôi đẹp ánh trăng rằm, dèm buông cuối trài yêu trăng tuyệt vời, em tôi chung trái tim chung hình chung bóng để vượt suốt đời nhựa sống tương lai. Và kính thưa hơn kinh mến là người ta bảo rằng gái giao hải trai giao hà thì đẹp, trai đẹp gái không đâu bằng. Đây ạ, chàng rể rất đẹp trai phong độ, chắc chắn rằng cô dâu một chút nữa thôi các quý vị bảo rằng đẹp và rất có phần nếp na, để rồi thiên bồng muốn xoáy cũng không hòa từ tình yêu. Kính thưa hơn kinh mến, rồi hem tôi yêu nhau hài hòa, để rồi kính mời hai bà mẹ của mẹ chú rể mẹ cô dâu đứng lên để trao đón nhận cây trầu hôm nay. Quý vị một tháng tâm nhiệt để đón hai người mẹ hôm nay. Xin quý vị một tháng tâm nhiệt để chúc cho hai người mẹ. Và trân trọng kính mời một vị thần thân đã chúng ta hãy chuyển sang chào mời chúng ta để làm chương trình lễ đặc biệt kính mời một vị gia đình hội nhà và chúng ta đã. Cây cao cẳng đứng đó là gì? Đó là trái cao. Cũng như vậy hôm nay ngày phúc của trẻ hôm nay, ham tôi yêu nhau và hẹn rằng chung nón chung quay, chung thầy chung mẹ ghé vai chung tình, chung xây hạnh phúc gia đình rời nỗi biển chúng mình có nhau. Và vừa rồi Quang Minh có nói với Thu Bình bảo rằng Thu Bình hỏi Quang Minh rằng còn là anh ơi, ngày cưới của em thì anh tặng em hoa nào, hoa đào, hoa mận hay hoa mai? Nhưng mà Quang Minh bảo rằng hoa thì nhiều lắm, hoa thì khắp mọi miền xa, chúng ta gấp lại cho ta với mình. Nhưng hoa của anh thì hoa trong lòng anh cơ, hoa đẹp như hạt gạo tháng 5 tháng 10, hoa đang hé cả nụ cười, hứa hẹn ngày vui đến được ngày cưới của đôi ta. Và kính mời chú rể hãy vào trong nhà để trao hoa ngày cưới. Quý vị một tháng tâm nhiệt để chúc mừng chú rể vào trao hoa. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị. Từ này chú rể hãy vào trao hoa trong nhà để cùng cô dâu đứng trước mặt trời.
chào đón các bạn. Vâng, kính mời anh cùng với hai người con để đa tạ quý vị gần xa cùng trở về để dự chương trình buổi lễ vui hôm nay. Xin mời hai người mèo. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đây là hai người mèo. Xin quý vị một tập hai nữa, thật lớn lên để chúc mừng cho hai người mèo và tình hôm nay. Thì lắng nghe nhạc phẩm về quê, nhạc lời của Phó Đức Phương để chúc mừng ngày phúc trăm chú vật trẻ hôm nay. Bên hai người mẹ đã đến trước phòng mừng của gia đình. Được, kính chào quý vị đại biểu quan viên đại diện hai dòng họ của các trẻ em và chúc mừng với nhiều vui hân hoan hôm nay. Và kính thưa quý vị các bạn và kính mời bà mẹ và chú rể trở về chiếc bàn đầu ạ. Và kính mời bà mẹ của cô dâu đứng yên ạ. Vâng, mời bà về trở vị trí ban đầu. Thưa kính mến bà mẹ của cô dâu có đóng tôi rằng nhờ chú tổ chức giúp tôi có một phần tơ rất là thế này. Ngày vui pháo nổ vang trời, mẹ có món quà để mừng hai con. Và thầy kính mời bà mẹ có quà mừng cho hai con. Xin mời chúng ta lên lớn để hốt quà của người mẹ. Và kính mời bà có quà mừng cho hai con hôm nay. Thật là tuyệt vời. Và gia đình nhỏ bánh tôi rất là còn nhiều món quà. Trên tay bà tôi xin bà tôi xin chuyển về hội nhà trai. Với chương trình của bà chúng tôi thì rất mới có dài. Nhưng với chương trình của hội nhà trai đã đến giờ, tôi xin phép là bà mẹ để cho bà. Vâng, dây chuyển mẹ cho các con rất là tuyệt vời. Nhân viên hoan để rồi các quý vị cùng đang chúc mừng cho người trẻ hôm nay đem về hạnh phúc trăm năm. Vâng, tiếp theo bài của người mẹ cho quà cho con là kính mời bố mẹ anh chị em cùng cháu của cô dâu ạ đứng trước phần mừng của gia đình để kính chào quan khuyên hãy được họ và ghi là cái cách đẹp nhất của gia đình họ và ngày chúng ta kính mời bố mẹ anh chị cháu em đó cô dâu đó. Vâng, gia đình chúng tôi đang được cánh quảnh tôi chỉ biết là kính chào quý vị khách quý thân thiết các em bạn bè năm mới gần xa để rồi nhận ảnh camera như này thật cảnh tốt nhất trong ngày vui của hai em hôm nay. Của anh này là kính mời các quý vị đại biểu họ gái chúng ta tức là quý vị đại biểu họ nơi bên ngoài của cô dâu đấy không còn đứng lên cùng về chiếc cô dâu để ghi lại phải bắt ngày mời thuốc của đứa trẻ hôm nay bằng lòng đi em về với quê anh một vườn lá xanh một vòng cành xanh một vườn hoa thơm hoa trái đưa hương mình về bên nhau nụ cười thâu đêm bằng lòng đi em anh đón em về dù cho đầu tre hậu khó đưa dao bằng lòng đi em cũng mạnh và thôi kính mời hai vị trưởng đoàn và trao gái kính mời hai ông. Vâng, hai ông trưởng đoàn ạ. Vâng. Hôm nay kính thưa quý mến mừng nay chỉ đã luận kim những cá gặp nước như chim đang tung trời hai mươi bước vào đời ngọt lành trái chín đẹp nơi vun trồng hai tên vợ đến chồng vừa duyên phải nửa chỉ hồng đã xe và ba người tôi đang nhận được lời mời của gia đình của họ gái của chúng tôi trở về để làm chương trình buổi lễ vui hôm nay thì trưởng đoàn là ông trước trưởng đoàn nói rằng ông có một bài thơ với một bài tiếng hát của mình để chúc mừng cho hai cháu này quý vị trong tay để trưởng đoàn với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Phan Đình Phước như vậy ông nên có thể ca hát của mình để chúc mừng cho hai cháu hôm nay. Chấp nhận lời mời của MC, tôi đại diện gia đình nhà gái xin chúc mừng hôn bài hát có tựa đề là Hà Nội mùa vắng cơn mưa, sáng tác của Trương Quý Hải. Thank you.
buông nắng, phu vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan công liều chiều công thơ. Hồ Tây tim mơ, ở nơi qua này nồng mang nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đông hai, hơi ấm cho em tuổi thơ. Tưởng nhớ, tưởng nhớ. Trong đoàn đưa cháu về nhà chồng, chúng ta có danh sách có tên thì chuẩn bị. Sau nữa là trên đi đường từ đây về đến nhà chú rể, cũng xin đề nghị với các quý vị chấp hành luật lệ giao thông tuyệt đối an toàn. Xin trân trọng cảm ơn ca của nghệ nhân ưu tú của gia đình nhỏ gái chúng tôi. Một dòng ca với một ca từ thật tuyệt vời nói về đất nước, cuộc sống của tình yêu. Đúng như vậy, kính thưa hồi hôn, một niềm vui hân hoan hôm nay, quý vị cùng bạn đã đang chúc mừng cho bên trẻ đẹp ngày hạnh phúc trăm năm, mừng nay đến đã gặp thầy.